Vâng, xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một mẫu xe Mountain Bike đến từ thương hiệu của Gian XTC 800. Đây, mẫu xe rất là quen thuộc tại cửa hàng bên em, với bộ vành 275 và cấu hình tốt, cấu hình của DOG các bác nhé. Và lần này em về là một chiếc xe có size XS, size dành cho các bác những chiều cao hơi khiêm tốn một chút, từ 1m55 đến 1m63 là đi với chiếc xe này. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, với tông màu trắng đó nhé, tông màu trắng là chủ đạo của chiếc xe XTC 800. Với bộ khung nhôm siêu nhẹ của Superlight Alloy, Superlight siêu nhẹ các nhé. Này, em về chiếc xe là em sẽ quay size các xem trước. Size XS của các bác từ 1m55 đến 1m63 đi với chiếc xe này, dành cho các bác những chiều cao như tốn một chút. Có viên của hãng Gian trên bản theo xe và yên rất là mới. Mẫu xe đặc trưng của hãng Gian XTC 800 là vành vành 275 có nhé. Và chiếc xe vẫn giữ nguyên được bộ lốp zin theo xe, lốp của hãng Gian vành 275. Và cặp vành hiệu của Mavic. Và mây ơ của Shimano. Có thể lấy Shimano các bác nhé. Cấu hình rất tốt là DOG với 10 tầng lip. Xích và lip còn rất là tốt. Với bộ khung nhôm rất là chất lượng của Alloy, một công nghệ làm nhôm độc quyền của hãng Giang. Đùi đĩa nguyên zin của hãng các bác nhé, đùi đĩa của Gian, đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Và gạt đĩa của DOT. Xe ở đi lên sườn. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Giang luôn các bác nhé, nguyên bản theo xe. Và nét lò. Xe trang bị bộ tay bấm xả của Shimano DOG 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa cũng của DOG, cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Và bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Và tay nắm cao su của hãng Giang. Phía bên đây thì các bác có thể thấy đây là khóa sóc hành trình trên tay các bác nhé. Nếu các bác leo núi đổ đèo không phải cúi xuống để khóa sóc mà khóa luôn trên tay, rất là tiện dụng. Đây là bộ phanh đĩa dầu thủy lực của xe. Giảm sóc dầu của hãng Giang các bác nhé, nguyên bản theo xe. Với màu trắng này thì nhìn rất là vào mắt. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe size là 38 thôi nhé. Ngang là 54. Như báo size ở video thì chiếc xe phù hợp các bác từ 1m55 đến 1m63 đi với chiếc xe này. Bộ chuyển động của DOG và 10 tầng lip. Lên lip. Xuống lip.
bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng của Giang, xuống đĩa, lên đĩa, gạt đĩa của DLG các bác nhé, rất là cao cấp. Và chiếc xe có giá bình nước của hãng Giang luôn đó nhé, nên đi theo xe đây. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XTC 800, một mẫu xe mountain bike cao cấp của hãng Giang, được trang bị cấu hình của DOG, và chiếc xe được bán tại GM với mức giá là 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại GM. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.